Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Ơi bỏ đi. Cái này cho người, nhanh đi đi. Năng lượng này là lại giống hệt với năng lượng có thể thúc đẩy tiến hóa thể chất mà ta lấy được sau khi tiêu diệt hư linh ở bổ địa của Nguyệt Lân Thần Triều. Ấy, đây là năng lượng đặc thù mà ta câu được ở trăng đỏ, mà ta câu được ở trên trăng đỏ. Đã bị ta tịnh hóa qua rồi. Không độc hại, có thể thúc đẩy cho thể chất của ngươi tiến hóa. Tiền bối, năng lượng đặc thù này chỉ có trên trăng đỏ mới có thôi sao? Loại năng lượng này tại sao có thể thúc đẩy tiến hóa thể chất đặc thù của ta? Ấy, không muốn nói, nhanh chóng đi đi, ta mệt rồi. Vậy, vãn bối cáo từ. Tiền bối, lần sau gặp lại. Ấy, lần này lời to rồi. Mình của bây giờ thật ra vẫn còn đang ở trên thể chất siêu tuyệt. Tiên thiên hỗn độn thánh thể của mình bị người khác phá hoại. Cho dù là hậu thiên thức tỉnh được Thái Dương Thần Thể, hệ thống đại thành. Nhưng Thái Dương Thần Thể ở trong thể chất siêu việt, ở trong thể chất siêu tuyệt loại 108 chư thiên chỉ có xếp trong hạ du, không có được với những thể chất tuyệt thế thật sự này. Nếu như thần thể của mình có thể tiếp tục tiến hóa, thế thì không giống nữa rồi. Lần sau gặp lại. Ơi, tiểu tử này, ba lần đăng lên con đường đại đế không giống nhau, cũng xem như là hiếm gặp từ thời cổ đến nay. Nếu như lại đến lần nữa, tuyệt đối có thể đi vào trước top 10 của Minh Bảng. Đây là cơ duyên cũng là trách nhiệm. Có lẽ mình cũng nên làm một vài việc thôi. Hạng 12, thập bát thần tử tần thư của Vũ Hóa Môn. Che giấu một biến số, hạng 12, đệ nhất tông chư thiên, tử lôi vô địch. Như vậy là được rồi, phù hợp với tính cách vô sỉ của tên tiểu tử này. Con đường đại đế này là do Vũ Hóa đại đế để lại. Không biết là Vũ Hóa đại đế có dụng ý gì đây. Có người. Người đến rồi. Cô là ai? Ta là độ ngươi đến nơi này. Là ta độ ngươi đến nơi này. Tần Thư, thần tử đời 100 của Vũ Hóa Môn. Bái kiến Vũ Hóa đại đế. Không cần phải câu nệ. Đây chỉ là ta của thời kỳ thiếu niên mà thôi, không phải là cơ thể đại đế thật sự. Ta lại gặp được Vũ Hóa đại đế thật sự. Ơi, cho dù chỉ là Vũ Hóa đại đế của thời kỳ thiếu niên, bảo ta đến đây nhất định là có thâm ý, lợi ích nhất định là cũng không ít. Dựa theo quy tắc, hãy đánh một trận trước đi. Có thể cọ sát với đại đế là vinh hạnh của ta. Hãy dốc hết toàn lực công kích ta đi. Chỉ là ta công kích thì không được tốt cho lắm nhỉ? Bớt phí lời, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể ngang bằng với thiếu niên của bản đại đế hay sao? Mặc dù đây cho dù là thành phần tự khen, nhưng đại đế chính là tồn tại vô địch cùng thế hệ. Ngươi có thể để ta di chuyển một bước, xem như là ngươi thắng. Nếu đã như vậy, xem chiêu.